sâu. Cả cái mảng này cũng vậy. Mảng đấy thì không phải khoan nhưng mà khoan cái nốt. Hai cái mũi khoan to cơ. Đẹp thì ông bình tĩnh, ông không thích gì rồi. Còn ừ. Cái khóa này còn nhìn được rồi. Còn đẹp hơn cái khóa. Còn hơn cái khóa này.
chưa chẳng thấy rồi như vậy đi. Thích quên. Mỗi hố hai cái này thì mùi táo gì thế là nhịn mở thì có chị vẫn mở tốt. Hố hai cái tàn thì không phải không táo nữa. Đây là cái đầu ốc này. Cái này nó không có đạm gì không nhỉ? Cái này nó không có đạm. Yeah.